Đây là hoạt động thường niên của Yến vào mỗi chiều 30 Tết, đó là coi coi trong túi có nhiêu tiền thì của ít lòng nhiều, có năm nào nhiều thì cho nhiều, năm nào ít cho ít. Ví dụ như năm nay là ít nè, năm nay thì tiền túi của Yến có mười mấy triệu thôi, còn của nhóm khác người ta đi lượt giùm á thì người ta gom từ bạn của người ta nữa, còn phần của Yến thì mười mấy triệu. Mỗi một bao thơ thì khoảng năm, mỗi một bao thơ là 500 ngàn. Rồi mấy năm trước có năm nào nhiều thì được 50-60 triệu, có năm thì hai mấy triệu. Như năm ngoái thì hình như năm ngoái tiền túi Yến là hai mấy triệu á đó, thì tùy à. Nói chung đại khái tùy, năm nào có nhiều tiền là làm nhiều, tại vì tiền của mình mà, cho nên có ít làm ít, nhiều làm nhiều, không có quan tâm chuyện ấy, cho là tốt mà đó. Rồi thường thì Yến sẽ chọn bệnh viện nhi, năm nào cũng chọn bệnh viện nhi hết á, tập trung chủ yếu cho trẻ em thôi. Thì ví dụ như ngày 30 Tết á, thì Yến không có trao buổi sáng, mà thường Yến sẽ đi trao vào chiều 30 Tết á, là để lọc, để gọi là sàng lọc những ai mà ở lại, thì có nghĩa là hoặc là hoàn cảnh khó khăn hoặc là bệnh nặng lắm không về. Cho nên á, cái tiêu chí mình đặt ra nó là những cái bệnh nhân mà hoàn cảnh khó khăn, mà vừa hoàn cảnh khó khăn mà vừa bệnh nặng nữa. Thì mấy năm trước đó, thì lúc trước khi dịch thì đi chiều đi vô trao đó, bình thường thôi, cũng có liên hệ lạc với lại bên phòng công tác xã hội. Năm nay đó, thì họ làm bài bản hơn, thì tại mình làm nhiều năm rồi đó, cho nên họ hỗ trợ tốt lắm. Họ sẽ lấy được danh sách của mỗi một khoa đó, những trường hợp nào khó khăn nhất rồi nặng nhất chẳng hạn, thì họ tách ra là mỗi một phiếu, họ làm cái phiếu cho mình luôn, xong rồi cái cầm cái phiếu đó tới mới nhận tiền vậy nè. Còn những năm trước là trao tại giường bệnh, có năm nay thì tiến bộ hơn chút, năm nay là cầm cái phiếu tới, bệnh nhân nào cầm đúng cái phiếu đó tới thì lấy tiền, đếm đủ phiếu. Năm nay được có 50 phần hả, 50 phần 25 triệu à. Kệ nó, ít ít thôi, tại vì có nhiêu làm bấy nhiêu mà, nên không, cũng không có gì phải lo. Mọi người coi thử coi, nếu mà có gì thì mọi người cũng có thể tự tổ chức những cái nhóm như vậy vào mỗi một cuối năm á, mình san sẻ như vậy cảm thấy nó cũng vui lắm. Chứ làm riết là cũng quen, mỗi năm đều làm, không có năm nào không làm chứ. Nó tùy cuối năm cái bắt đầu là gom gom tiền coi coi năm nay mình nhắm mình cho được nhiêu, 10 triệu 20 triệu gì đó, đại khái cái tiền túi móc ra thôi là thoải mái à. Thì nhiều người người ta nói cho góp với miệng nói thôi, trời ơi góp chi, chỉ có Yến với đám bạn của Yến đi với nhau thôi. Còn còn những người mà muốn làm thì mình cứ coi thử cái bạn bè của mình á, trong nhóm cái hai ba người tập chùm lại kiếm cái bệnh viện nào gần nhà đi. Cái ý tưởng này cũng hay lắm, mọi người có thể tham khảo, Yến làm nhiều năm lắm rồi đó. Dạ 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 cảm ơn ạ.
mở cái câu giùm em nha, cái câu giùm em không có việc gì tiếp chung với em hả? Cái lắc lắc cái cái bào nó có lên. Mọi người cứ mở cái câu trước. À quên. Kêu trăm ơi, ok. Qua đổi. Này mày phát. Để tao cầm cái phiếu bên này mày phát tiếp đi, đưa đây. Cứ thu lại bao nhiêu phiếu là bấy nhiêu bao. Mọi người Tết vui vẻ. Được, đưa hôn lên. Ừ, nhà đưa đây. Dạ dạ. Dạ cảm ơn. Để tao cầm cái phiếu bên này mày phát tiếp đi, đưa đây. Phát tiếp.
cứ thu lại bao nhiêu phiếu là bấy nhiêu bao. Mọi người Tết vui vẻ. Được, đưa hung lên. Ừ, nhà đưa lên.